Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một số các cái công cụ hoặc là những cái lệnh liên quan tới vấn đề chỉnh màu rồi thì sáng tối tương phản các thứ cho ảnh chúng ta. Thế trước hết là chúng ta nói về các công cụ trước đã. Công cụ thì ở đây không có nhiều lắm. Chúng ta có khoảng 5 6 cái công cụ liên quan tới chỉnh sáng tối cho ảnh thôi. Thì trước tiên là chúng ta làm quen hai công cụ này trước. Thực ra bảo sáng tối thì cũng không hẳn. Đây chúng ta có hai cái công cụ là làm nhòe này và làm sắc nét ảnh này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm quen tiếp sang cái nhóm thứ hai là các cái công cụ liên quan tới sáng tối và độ bão hòa màu. Đấy, làm quen xong các công cụ này chúng ta sẽ vào các menu lệnh ở trong menu email. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm việc với công cụ Blue trước. Công cụ Blue thì là công cụ làm gì có cái công cụ Blue thì nó là cái công cụ để làm nhòe các điểm ảnh đi. Đấy. Và cái công cụ này thì sử dụng rất là đơn giản, đó là chúng ta chọn công cụ này, sau đó chúng ta đưa vào cái vùng hình ảnh mà chúng ta muốn làm nhòe và chúng ta di cái công cụ này lên trên cái vùng ảnh đó để làm nhòe ảnh đi. Thế thì về mặt lưu ý thì chúng ta có mấy cái thứ cần phải để ý như sau, đó là cái thời gian mà chúng ta di trên một cái vùng đó lâu hay mau sẽ quyết định là cái vùng điểm ảnh đó nó bị làm nhòe nhiều hay ít. Cái thứ hai nữa là cái vùng đó để nó lớn hay bé thì tùy thuộc vào cái vùng mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái kích thước đầu công cụ nó lớn hay bé theo. Thêm một vấn đề nữa là cái độ mạnh của công cụ thì chúng ta sẽ có một cái trường là trường Strength này thì nó cho phép các bạn điều chỉnh độ mạnh nhẹ là từ gì đấy ạ? Từ 1% cho tới 100%. Đấy, cái tham số này càng lớn thì cái độ làm nhòe của chúng ta càng lớn. Thực ra thì bản chất cái việc làm nhòe này là gì? Bản chất của việc làm nhòe là làm giảm độ tương phản giữa các cái pixel mà nằm cạnh nhau. Bây giờ ví dụ tương phản là thế nào? Tương phản ví dụ bây giờ chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là tóc này với lại cái phần nền trời này thì rõ ràng là tóc nó đậm hơn, nền trời thì sáng hơn, hoặc ngược lại là cái phần phần mặt này thì nó lại sáng hơn các phần kia. Vậy thì khi mà chúng ta làm nhòe thì thực chất ra là nó sẽ giảm độ tương phản giữa các pixel này, nó làm cho các pixel nằm kế cận nhau nó càng ngày nó càng giống nhau thì nó sẽ gây ra cái cảm giác lạnh nhòe. Đây, chúng ta xem thử cái thao tác mà chúng ta làm việc ở trên này. Khi mà tôi di cái công cụ lên đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ làm cho độ tương phản giảm đi. Đấy, chúng ta nhìn rất rõ. Đó, đây. Di đến đâu thì nó làm giảm độ tương phản đi đến đó. Và vì cái độ giảm tương phản này cho nên chúng ta thấy rằng là nó có vẻ bị nhòe đi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng nó trong các trường hợp như thế nào? Rõ ràng là ở trong một cái bức ảnh thì nó sẽ có những phần chính và phần phụ. Khi mà chúng ta muốn làm cho một phần nào đó mà nó trở nên nổi bật hơn thì chúng ta sẽ cần phải làm giảm cái độ tương phản cho những thứ khác xung quanh nó đi, làm cho nó mờ hơn, làm cho nó ít bắt mắt hơn và do đó sẽ làm nổi bật cái đối tượng mà chúng ta mong muốn người ta sẽ nhìn vào. Thế thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta dìm bớt những cái chi tiết nào mà chúng ta không muốn làm cho nó nổi bật lên, không muốn cho nó cạnh tranh với lại cái phần chính mà chúng ta muốn người ta nhìn vào, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để chúng ta di vào. Ở một góc độ khác thì khi mà chúng ta có một vài cái lỗi nho nhỏ thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái công cụ này như là một phương pháp để mà chúng ta dập xóa cái lỗi đó đi. Đấy, khi mà ta đánh nhòe cái điểm tốt và điểm xấu vào với nhau thì lúc đấy thì cái điểm xấu sẽ không được nhìn thấy một cách rõ ràng nữa. Thế và trong một trường hợp khác nữa là khi chúng ta cắt một cái chi tiết này ở một ảnh đưa sang một cái hậu cảnh khác thì thường thường là nó sẽ có tình trạng là nó bị hơi khó ăn nhập vào cái hậu cảnh phía sau do màu sắc ánh sáng
rồi cái điều kiện ở cái khung hình cũ nó khác với lại cái điều kiện ở khung hình mới mà chúng ta đưa vào. Do đó thì thường là người ta cũng sẽ phải làm một thao tác nào đó để giảm bớt cái độ vênh giữa cái đối tượng mới ghép vào với lại cái đối tượng hậu cảnh mới, thì nó sẽ làm cho cái hình mới và hình cũ nó ăn nhập vào nhau hơn. Đây, ví dụ chúng ta xem lại cái này nhé. Chẳng hạn như là tôi lấy một cái hình ảnh nào đó. À, ví dụ tôi lấy con vịt này đi. Ví dụ tôi lấy con vịt này. Và tôi đưa copy, tôi đưa nó vào trong này. Thế thì trong một chừng mực nào đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái cạnh này nó rất sắc. Nó chẳng có ăn nhập gì vào với lại cái hậu cảnh phía sau cả. Và do đó thì chúng ta sẽ cảm giác là nó là một cái phần mà vừa bị đưa vào. Đấy. Thế thì mình cũng có thể là giải quyết bằng cách là mình hai cách. Một cách thì tôi đã nói rồi, đó là chúng ta tạo vùng chọn, chúng ta đảo ngược vùng chọn lại, rồi chúng ta gán thêm một feather, chúng ta sẽ delete ngược nó vào để chúng ta làm mờ cái biên đi. Mờ biên đi thì nó giải quyết được hai vấn đề. Một là những cái bevel mà không mong muốn là nó sẽ bị trừ đi. Nhưng thêm một cái nữa, hôm trước chúng ta cũng chưa nói rõ với nhau, đấy chính là cái việc mà trừ đi như thế thì nó sẽ làm cho cái biên của đối tượng mới được dán vào trong một cái khung cảnh mới nó sẽ mờ bớt đi, và do đó thì nó cũng ăn vào cái hậu cảnh hơn. Thế còn trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là công cụ blue đấy, và chúng ta sẽ di nó vào biên của đối tượng. Bây giờ các bạn quan sát thử xem bây giờ nó đang tương đối là sắc nét, tương đối là tách bạch ra so với hậu cảnh. Nhưng nếu bây giờ tôi sử dụng cái công cụ blue này và tôi di vào trong cái hậu cảnh này, trong trong cái đối tượng này, thì vì là nó bị nhòe đi cho nên là nó cũng bớt cái sự sắc nét, bớt cái sự tách bạch so với lại cái hậu cảnh đấy. Và nếu như chúng ta quan sát cái mé bên này và cái mé bên bên phải này mà tôi vừa mới di, rõ ràng là chúng ta sẽ cảm nhận rằng là cái mé bên phải nó ăn nhập vào hậu cảnh tốt hơn so với cái mé bên kia, nó vẫn còn đang sắc nét quá, nó vênh nhau quá đấy. Thế thì cái thao tác mà chúng ta làm việc với lại cái công cụ blue này thì nó là như thế. Và kể cả trong trường hợp là chúng ta di trên đích xác là trên cái layer mà chứa đối tượng này cũng có thể tạo ra cái hiệu quả như vậy, hoặc nó chấp nhận một cách khác, đó là tôi di vào trong một cái layer khác thì nó vẫn có thể làm nhòe, gây ra cái hiệu quả làm nhòe ở một layer khác được. Đây, ví dụ tôi tạo ra một layer mới, layer trên này là nó chả có dính dáng gì tới con vịt bên dưới, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nếu như mà tôi chọn cái lệnh là same on layer đấy, thì tôi làm việc, mặc dù tôi làm việc ở trên gì đây nhỉ, tôi làm việc ở trên cái layer mới, layer phía trên này đúng không, nó không dính dáng gì tới cái layer chứa con vịt bên dưới, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái hiệu quả là làm nhòe làm mờ. Đây các bạn nhìn đây này, thế thì nó làm là như thế nào? Đây, chúng ta sẽ thấy là nó vừa copy cái điểm ảnh bên dưới mà vừa làm nhòe ở trên cái layer bên trên. Đấy, và như vậy thì là chúng ta có thể, đây tôi tắt cái này trên thì các bạn nhìn thấy là cái dưới là không hề bị làm nhòe làm mờ gì nhá. Đó, nhưng mà khi tôi bật cái chức năng là Sample on Layer thì bạn có thể gây nhòe cho một cái đối tượng nằm bên dưới bằng cách là chúng ta di nó vào cái layer bên trên, nhưng nó vẫn sẽ tạo ra được cái hiệu ứng là làm nhòe. Thế thì cái công cụ này thì nó xài chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, thì các bạn có mấy cái cần phải lưu ý. Một là di lâu hay mau, hai là thiết lập chế độ công cụ là mạnh hay nhẹ. Thế còn điểm thứ ba là có bật cái chế độ là Sample on Layer hay không để cho chúng ta có thể làm nhòe một cái đối tượng ở layer khác. Thế còn nếu mà chúng ta làm cho một cái đối tượng nào đó mà nó trở nên rõ ràng hơn, tất nhiên trong trường hợp này thì tương đối rõ rồi, chủ đề như này tương đối rõ rồi,
nhưng mà ở trong một cái bức hình mà nó có nhiều đối tượng hơn một tí chẳng hạn. Đó, tôi muốn làm cho một cái đối tượng nào đó nó trở nên rõ ràng hơn, thì tôi cũng có thể là dìm bớt một số đối tượng khác. Đó. Ví dụ như này, tôi có thể dìm bớt cái đối tượng phía sau này đi, kể cả là những đối tượng như này, để tôi làm cho cái đối tượng phía trước nó trở nên rõ ràng hơn, tập trung hơn. Hoặc là kể cả trong trường hợp này tôi lại muốn là zoom vào đối tượng sau cơ chẳng hạn, thì tôi cũng có thể làm cho đối tượng trước này nó nhòe đi, để cho cái đối tượng mà tôi muốn mọi người nhìn kỹ hơn, nó sắc nét hơn. Cái này nó giống như là chúng ta điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh nhé. Nó tiêu cự vào đâu thì cái chỗ đấy nét, còn cái vùng mà ngoài tiêu cự là nó sẽ bị nhòe đi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề là chúng ta muốn đặt cái tiêu cự của người nhìn vào đâu trong bức ảnh. Thì đấy là cái cách thức làm việc của công cụ Blue. Thế còn ngược lại, bây giờ chúng ta nói về công cụ Sharp. Công cụ Sharp thì sao? Công cụ Sharp thì nó làm một cái thao tác hoàn toàn ngược lại với Blue, là nó làm cho các đối tượng mà công cụ này ghi vào nó trở nên sắc nét hơn. Chúng ta cũng có vài cái điểm mà cũng thấy là nó giống như công cụ Blue, có nghĩa là thứ nhất là đầu công cụ to hay bé đó, thứ hai là cái sức mạnh của cái công cụ này được thiết lập ở chế độ như thế nào, thứ ba là thời gian mà di trên các điểm ảnh là lâu hay mau, thì nó sẽ tác động vào cái vùng mà chúng ta thao tác. Tuy nhiên là về quy tắc thì nó trái ngược lại với Blue, có nghĩa là nó làm sắc nét bằng cách nào? Nó làm sắc nét bằng cách là nó tăng cái độ tương phản của những cái điểm ảnh nằm cạnh nhau lên. Đây, bây giờ chúng ta xem thử. Đây, con bé này vừa nãy là chúng ta đã di vào công cụ Blue đó, và chúng ta đang nhìn thấy là nó đang tối mờ. Bây giờ tôi tăng cái độ sắc nét lên bằng cách là tôi sử dụng công cụ Sharp đó, tôi di vào đây, và bằng cách di vào như thế này thì tôi sẽ làm cho cái cậu bé này trông nó có vẻ sắc nét lên hơn. Thế và nếu mà chúng ta để ý, cái sự sắc nét này nó đạt được bằng cách nào? Bằng cách là tăng độ tương phản lên. Đây, bên này là sáng thì bên này nó phải tăng tối lên, để nó làm sao để mà nó gây nên độ tương phản lớn hơn so với độ tương phản đang có, và gây một cái cảm nhận rằng là nó sẽ trở nên sắc nét hơn. Tuy nhiên là mọi người phải lưu ý, cái công cụ Sharp này là công cụ mà nó tương đối nguy hiểm, vì là cái cách mà tăng độ tương phản của các điểm ảnh kế cận nhau lên như thế thì rõ ràng nó tạo ra một cái ảo giác về độ sắc nét, nhưng mà nó cũng sẽ làm biến màu, nó làm biến cái quan hệ giữa các cái điểm ảnh đó đi. Và nếu như mà chúng ta mà không làm chủ được cái vấn đề này thì nó sẽ dẫn tới một vấn đề là nó sẽ cháy điểm ảnh, nó bị cháy điểm ảnh. Và ở đây các bạn sẽ thấy là nó có thêm một cái trường nữa so với thằng Blue, đó là cái phần đánh dấu Protect Detail này. Trước đây thì công cụ này là công cụ mà không có cái checkbox này, ở các phiên bản thấp nó không có. Và nếu như bây giờ tôi vẫn cứ sử dụng cái này và tôi lực đây này, các bạn nhìn rõ ràng cái đoạn này với cái đoạn này là khác nhau hoàn toàn. Khi tôi bổ cái đánh dấu Protect Detail, nó sẽ không giới hạn chúng ta trong cái việc là tăng độ tương phản lên bao nhiêu nữa. Và nếu chúng ta di mà không có cái sự giới hạn thì các bạn sẽ thấy nó cháy đến mức độ là nó xanh đỏ lè lè như thế này. Còn cái thằng Protect Detail này thì nó sẽ giúp chúng ta là giữ ở một cái mức độ nhất định nào đó, nó không cho phép quá lên đến mức độ gọi là cháy lên đến mức độ thế này. Đấy. Nhưng mà kể cả có thằng Protect Detail thì chúng ta cũng vẫn nên làm việc theo một cái cung cách là từ tốn. Đó. Thứ nhất là đừng có mắm môi mắm lợi mà cứ gì bừa. Thứ hai nữa là cũng đừng để cái tham số trend này là lớn quá. Chúng ta có thể để cho nó nhỏ hơn. Và trên nguyên tắc thì các công cụ ở Photoshop
thì hầu như là nó sẽ làm việc theo cái hiển thị theo thời gian thực, hay là chúng ta gọi là real time đấy, tức là gì đến đâu làm đến đâu là nó cho chúng ta xem cái sự thay đổi ngay đến đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng vẫn có một cái độ trễ nhất định, và nếu mà chúng ta làm việc mà theo kiểu sốt ruột ấy, thì sẽ hay dẫn tới tình trạng là quá đà. Tại vì là khi chúng ta nhấp chuột chúng ta kéo, thì trong cái lúc mà chúng ta kéo là nó bắt đầu cập nhật những cái sự thay đổi rồi, nhưng mà nó sẽ không thể ngay lập tức 100% là thấy được ngay. Và đến lúc mà chúng ta di thật nhanh mà chúng ta lại sốt ruột, chúng ta thấy nó chưa được như ý, chúng ta lại nhấp chuột chúng ta kéo tiếp lần nữa, thì cái sự quá đà nó càng ngày nó càng lớn. Do đó thì đối với các phiên bản cao, từ phiên bản 5 CS5, CS6 rồi đấy cho đến CC bây giờ, thì nó xuất hiện thêm cái phần Protect Detail này, và các bạn cần lưu ý là giữ cái thằng này là được bật, đừng tắt nó đi. Đấy, thứ hai nữa là tham số đừng có bao giờ mà để cho nó quá lớn đấy, di từ từ, và nếu như mà di xong chúng ta nên dừng lại, chúng ta xem một chút xem nó ổn chưa. Nếu mà chưa ổn thì chúng ta sẽ lại di tiếp, nhưng mà đừng có mắm môi mắm lợi là một hơi đến mấy mấy lượt kéo công cụ, thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ quá đà đấy. Thế thì công cụ này là công cụ mà không được nóng ruột, từ từ mà làm. Thực ra thì lời khuyên là hạn chế sử dụng công cụ này đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái lệnh, có lẽ là nó sẽ tạo ra cái hiệu quả tốt hơn so với lại cái thao tác mà chúng ta làm bằng công cụ. Tại vì làm bằng lệnh thì cái độ sắc nét, độ tương phản nó sẽ được xử lý một cách đều hơn, trong khi công cụ thì nó sẽ bị một cái gì đó mang tính cục bộ, và đôi khi là nó sẽ bị lọt ra trong 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 cái tổng thể khi mà chúng ta làm không khéo. Thì đấy là làm việc với hai cái công cụ Blue với Sharp này thì nó tương đối là đơn giản đấy, chỉ có điều là lời khuyên là làm từ từ,